Gideon Fred Padua from the Philippines. Round one.
Kinh khủng và đội chủ nhà hồi hết rất là kinh và em không thể nghe được những lời chỉ đạo của chúng đó là một chút tâm lý dành cho em. Thì trong thời gian này thì SEA Games cũng một giải quan trọng nhưng mà em đã giành được thành tích ở đấu trường quốc tế nên là em mong muốn là sẽ một lần nào đó được vô địch thế giới. Đó là đây cũng là lần đầu tiên tham dự SEA Games của em. Mục tiêu của em Nextsport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.